them to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. Trong khi các giải châu Âu khác lần lượt bước vào giai đoạn nghỉ đông, thì Premier League lại bước vào giai đoạn căng thẳng và khốc liệt nhất. Trong ngày lễ Boxing Day, các cầu thủ Tottenham Hotspur đã tặng cho các fan một món quà ý nghĩa khi tiếp đón các vị khách từ vùng biển phía nam Southampton. Bàn thắng đến nhanh chóng vào phút 21 và người mở tỷ số không ai khác ngoài siêu tiền đạo Harry Kane. Đây cũng là bàn thắng giúp cầu thủ người Anh xô ngã kỷ lục 36 bàn thắng trong một năm dương lịch của Alan Shearer tại Premier League. Phút 39, Kane tiếp tục nổ súng sau pha căng ngang như đặt của Son Heung-min. Sau giờ nghỉ, đến lượt Bami Dele Alli điền tên lên bảng tỷ số. Các vị thánh nhanh chóng sụp đổ sau khi Son Heung-min lên tiếng với pha ra chân quyết đoán trong một pha phản công nhanh. Sofian Buffon chẳng mấy vui vẻ gì khi anh rút ngắn tỷ số xuống 1-4 cho Southampton. Nhưng hy vọng nhỏ nhoi đó nhanh chóng bị dập tắt chỉ 3 phút sau. Cậu học trò cưng của Mauricio Pochettino có pha bấm bóng tinh tế, hoàn thành xuất sắc cú hat-trick nhờ sự giúp sức của Hugo Lloris. Dusan Tadic tăng thêm chút gia vị cho trận thắng tưng bừng của gà trống. Đại thắng 5-2, Spurs tạo áp lực lớn lên các đối thủ khác trong top 4. Cũng thắng với 5 bàn nhưng còn tưng bừng hơn là Liverpool. Chỉ mất 6 phút, đội chủ nhà đã có được điều mình cần. Vẫn là Philippe Coutinho, vẫn là cú cứu lòng thần thánh, vẫn là tỷ số được mở trong sự phấn khích tột độ của Anfield. Dù chỉ ghi một bàn trong 45 phút đầu, nhưng buổi lễ tặng quà phải đến hiệp 2 mới khai trương. Phút 52, Coutinho bấm bóng khéo léo để người đồng hương Firmino băng xuống đệm lòng nhẹ nhàng. Phút 65, sao trẻ Alexander Arnold ghi điểm bằng một pha làm bàn ấn tượng như trong game. Một phút sau, Swansea nhận bàn thua thứ tư từ đôi chân của Roberto Firmino. Cơn ác mộng của đội bóng chót bảng chỉ kết thúc sau phút 82. Alex Oxlade-Chamberlain là người ấn định tỷ số 5-0. Liverpool đang trở lại với vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng, hơn đội xếp sau Tottenham 1 điểm. Dù chơi tại sân nhà và khởi đầu khí thế, nhưng Manchester United lại bất ngờ nhận bàn thua một cách khá nhảm nhí. Tận dụng sự hỗn loạn, tiền đạo Ashley Barnes để bóng cận thành đánh bại David De Gea mở tỷ số. Đến phút 35, De Gea xuất phạt vào góc xa đẳng cấp khiến De Gea phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng. Cả Old Trafford thì vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong hiệp 2, Jose Mourinho có hai sự thay đổi khi tung vào sân Jesse Lingard và Henrik Mkhitaryan. Phút 54, họ có bàn thắng rút ngắn tỷ số do công của Lingard. Phải chờ đến những phút bù giờ, Lingard một lần nữa tỏa sáng níu lại hy vọng cho Quỷ Đỏ. Hòa 2 đều, Man United không thể rút ngắn cách biệt với Man City. Khoảng cách giữa hai câu lạc bộ thành Man đang là 12 điểm và The Citizens sẽ ra quân vào đêm nay. Tại Stamford Bridge, ra sân với đội hình chính sau 3 trận vắng mặt, Alvaro Morata đã ghi bàn mở tỷ số, góp công lớn vào chiến thắng của Chelsea. Cesar Azpilicueta có pha chuyền bóng như đặt để người đồng hương lắc đầu nhẹ nhàng, gửi món quà đầu tiên trong ngày Boxing Day cho các fan The Blues. Phút 60, Marcos Alonso ghi tên lên bảng tỷ số với cú đánh đầu chéo góc từ đường kiến tạo của Fabregas. Cả 4 bàn thắng đều là những màn tự biên tự diễn của 4 chàng trai đến từ Tây Ban Nha. Một sàn đấu Flamengo thu nhỏ ngay tại Tây London và Chelsea có được trận thắng thứ 6 liên tiếp trên sân nhà trong khuôn khổ Premier League. Một món quà made in Spain đúng nghĩa trong ngày Boxing Day. Một số kết quả khác: Bournemouth hòa West Ham United 3 đều, Watford vượt qua Leicester 2-1 trên sân nhà, Huddersfield Town hòa Stoke City 1 đều và trận hòa không bàn thắng giữa West Brom Everton. Bàn thắng sớm của Senad Lulic đã giúp cho Lazio dễ dàng triển khai thế trận và nhẹ nhàng đánh bại Fiorentina để ghi tên mình vào bán kết Coppa Italia. Cầu thủ người Bosnia Herzegovina ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ngày phút thứ 5. Lazio thường chơi rất quyết tâm và có duyên tại Coppa Italia trong những mùa giải gần đây. Trước khi hạ The Viola, câu lạc bộ thành Rome đã có 3 lần vào đến trận chung kết và một lần đăng quang ở sân chơi này trong 5 năm gần nhất. Thành tích của họ chỉ kém mỗi Juventus. Lazio sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Inter Milan và AC Milan. Trận Derby Milano sẽ diễn ra trên sân San Siro vào lúc 2:45 rạng sáng mai. Nếu như Milan không thể giành được kết quả tốt, nhiều khả năng Gennaro Gattuso sẽ bị sa thải và người thay thế có lẽ là người tiền nhiệm Vincenzo Montella. Nếu không thể thức nổi vào đêm nay để xem các trận đấu hấp dẫn này, thì bạn hãy chờ xem bản tin sáng mai trên bongda.com.vn.